Hey yo! Chào mừng cả nhà đến kênh nghiệp luyện của Tùng Có Đùng. Và ngày hôm nay thì Tùng Có Đùng sẽ đưa ra những bài tập với dây kháng lực mini band. Đây là một trong những bài dây tổ hợp giúp chúng ta tập đạt được kết quả độ body cao hơn. Và hôm nay chúng ta tập full body với dây kháng lực. Nào, chiến thôi! Yes! 2, 1, chúng ta sẽ bay nào. Hôm nay chúng ta sẽ lưu ngay lại video này nha cả nhà, bởi vì đây là một video, một bit tập full body với dây kháng lực mà Tùng biết rằng là ở trên mạng rất là ít cho chúng ta. Và hôm nay Tùng sẽ hướng dẫn kỹ cho chúng ta nhé. Mỗi lần động tác đó chúng ta sẽ tập thành hai hiệp, đúng không ạ? Vừa tập này, vừa nghe Tùng hướng dẫn này, để sau này mình lưu lại mình tập cho nó hiệu quả hơn nhé cả nhà. Các tình yêu. Ok. Rồi chúng ta dừng từ này, căng người lên, bước đầu. Thở. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn. Ok, sau. Thở đi cả nhà ơi. Tiếp nào. Ba. Hai. Cái cuối nào. Ok. Rồi bài cuối chúng ta nha cả nhà. Thở đi cả nhà ơi. Nhảy sang hai bên này, hoa này. Ba. Ok. Rồi chúng ta căng ngang nào. Về. Mở kéo căng dài dần ra nha cả nhà. Có mini band căng dài ra. Xuống hít sâu này. Lên chúng ta thở ra. Tiếp nào. Xuống hít lên thở. Đúng rồi. Tiếp nào. Mini band của chúng ta sẽ đều từ ống đồng chúng ta đổ xuống nhá. Đầu gối chúng ta đổ xuống nhá. Ok. Chúng ta lấy tạ này. Rồi chúng ta căng ngang, khó khăn hơn này. Về hít sâu. Đó. Ăn cả tay vai cùng lúc nha cả nhà. Tiếp nào cả nhà ơi. Đó, các bạn nhìn thấy hai huấn luyện viên của Tùng không cả nhà? Xuống hít sâu. Không cần xuống sâu quá đâu em. Thế rồi. Hít này. Thở này. Ăn vào đùi này. Ăn vào tay vai này. Hiệu quả chưa? Ok. Không không, hai em đứng giống nhau. Rồi chúng ta xuống hít sâu. Lép líp nào, lên. Chúng ta xuống từ từ thôi nha. Đó, chúng ta đang tập với dây mini band. Nó có kháng lực kéo chúng ta lại, định hình form của chúng ta. Cái cuối nào cả nhà ơi. Rồi ok, chúng ta làm một lần nữa nha. Đó, cái dây mini band của chúng ta thì chân chúng ta đạp
đạp vào. Đó, chúng ta nhìn biên độ hai góc nhá. Rất ăn vào đáy mông. Rất ăn luôn. Tiếp sau. Lên cùng nhau. Xuống chậm nữa thôi Ngọc ơi. Lên. Xuống từ từ nào. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Ok. Một rồi chúng ta co vào này, kéo lên này. Chúng ta co từ từ vào thôi nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ Tùng sẽ đi hướng dẫn nhá. Tùng sẽ đi hướng dẫn này. Dây mi đôi ven của chúng ta ấy, thì một chân của chúng ta, một dây của chúng ta sẽ từ đầu gối rút ra. Một dây của chúng ta sẽ đan ra phía đùi trên của chúng ta và kéo đồng thời hơi nhấc chân lên. Nhấc chân cao lên. Mở ra, cho vào, hạ xuống, nhấc lên, mở từ từ thôi, hạ xuống, lên, hạ xuống, mở, đúng rồi, tiếp nào, lên cao mông hơn, lên cao nữa đây, bài này là bài cây cầu với cả nhà, hay còn gọi là hip hop nha. Rồi chúng ta làm một lần nữa nào. Ba, hai, một, lên nào. Đó, ngang ra. Xuống nào. Chân chúng ta để vuông góc này, cả nhà thấy không ạ? Đùi chân vuông góc mặt đất. Rồi, khi lên này, đầu gối vẫn khép này, mở rộng ra, ép vào. Xuống hít sâu, mở rộng, ép vào, xuống hít sâu, chất nào cả nhà, rất tốt, 5, 3, cái cuối nào, quá tốt luôn, khá quá cả nhà ơi, trời ơi, chúng ta vừa trải qua một nửa chặng đường rồi, đa phần một nửa chặng đường vừa xong và chúng ta tập về bộ thân dưới. Bây giờ chúng ta sẽ tập bộ thân trên của dây mini band. Nào, chuyển thế nào. Yes. Ba. Rồi chúng ta mở ngang này, đẩy thẳng lên, căng tay ra, xuống cái căng tay về. Rồi. Bài này giúp cho phần vai chúng ta thanh mảnh nhá. Thở, hít. Thở. Tiếp nào. Tiếp nào. Đúng rồi. Tay căng ra hoa. Dài này, vẫn căng này. Vẫn căng này, chỉ ép vào đây thôi. Ok. Thở, tiếp nào. Thở. Đó, làm chậm thôi. À,
ăn vào bắp tay nha cả nhà, cùng nhau nhá. Lên chậm này, lên chậm này, đó. Lên chậm thôi cả nhà, giữ chậm, đúng rồi. Cảm thấy ăn không? Ăn không? Cùng nhau nào. Rồi, chúng ta đổi tay. Nào kéo nào. Chúng ta lên từ từ này. Xuống. Đây nha, cách nha, chúng ta đan cái ngón tay vào đây. Tay này nắm vào cổ để giữ làm lực. Cố định. Tiếp nào. Xuống. Thở. 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 Rất tuyệt vời. Và tiếp theo này. Come on. Rồi chúng ta kéo lên nào. Bài này ăn vào lưng xô nha cả nhà. Tiếp nào. Đúng rồi, ăn vào đây này, kéo lên này, ép vào nhà này, ok chưa? Rất đẹp luôn. Đúng rồi, kéo lên, ép vào này. Tiếp nào, cùng nhau. Thở. Ép nào. Đấy, thấy nó chuyển động phần lưng không? Buông lỏng gồng thế, hiểu không? Kéo lên. Tiếp nào cả nhà ơi. Gập lưng xuống nữa như tiếp đíp. Thấy nó ép vào nhau không? Good. Bài này ăn vào lưng xô dành cho những chị em bị mỏi lưng, lưng bị thô xấu như cả nhà. Nói chung là cả nhà like, subscribe cùng kỹ mà. Bao nhiêu bài tập, không tập nó phí cả đời. Ok. 3 2 Rồi, chúng ta giãn cơ hông nha, cơ háng cả nhà. Cơ háng nha. Cơ này là cơ bệnh bà, là cơ bệnh bò. Cả nhà này Tùng nói rồi mà. Đấy, người ta hay ví là đi hẹn hò như bệnh bò mà bạn bè thì như là bệnh bà ấy. Nên là nhiều khi bạn chúng ta phải chọn bạn mà chơi. Chúng ta muốn bạn béo thì chúng ta sẽ béo, đúng không ạ? Chúng ta muốn giảm cân thì chúng ta phải chơi với những người có ý thức, những người tập luyện người gầy. Rồi. Rồi, từ từ chúng ta gập người xuống sâu. Đây là chúng ta sẽ giãn phần cẳng chân sau của chúng ta. Rất là căng đúng không cả nhà. 4. Ok. Bỏ qua. Rồi, chúng ta duỗi ra này. Để hít sâu. Để hít thở. Để ra thở. Để hít sâu. Để hít sâu. Để ra thở. Ok. Bài cuối cùng là mình thắp tay vào. Gây ra kem, ngồi tư thế đấy đi nhá. Rồi, chúng ta co lên thở nào. Rồi, chúng ta từ từ về hít sâu. Đúng rồi. Người dây nữa cả nhà ơi.
cuối nào. Rồi, chúng ta ngồi khoanh chân lại. Tay này chúng ta dang lên. Tay bên này dang lên. Phun cái tay vào. Đổ sang bên này. Đổ sang bên này. Ngồi từ từ giữ hai tay ép vào nhau. Để xuống đỉnh đầu. Xin chào cả nhà. Bye bye. Ta-da! Trời ơi cả trời ơi. Hôm nay nói thật với cả nhà, Tùng đã chơi 4 video rồi. Và bài ngày hôm nay nó hiệu quả. Ăn dã man. Chân mông nhờ cảm giác là nó rụng rời luôn. Nhưng mà Tùng hiểu rằng khi Tùng rụng rời như vậy thì Tùng nạp đạn vào là lúc mà cơ Tùng sẽ phát triển nhiều hơn. Và cả nhà nếu cần một chế độ tập luyện phù hợp cho chúng ta, những bài tập phù hợp cho chúng ta, chế độ ăn uống lành mạnh khoa học, và đặc biệt những huấn luyện viên chuyên nghiệp như Tùng đã tạo cho chúng ta, tạo lên động lực, năng lượng, bùng nổ, giảm vào, kết quả giảm cân, hiệu quả, thì tìm hiểu ngay khóa phức online của Tùng Bồ Đông. Tìm hiểu ngay, đăng ký. Xin chào, hẹn gặp lại.